xe ôm ôm mới giảm, cái nãy giờ chưa ôm không có giảm đâu nha. Dạ hả? Đúng rồi, ôm ôm nhẹ cái hơi là cũng giảm nữa nè. Ví dụ nha, anh ví dụ nha, đặt đặt tay anh đây nè, là giảm 5% lên đây, là 10% lên đây, 20% lên đây, là 50%. Đó, nãy giờ em ôm rồi đó. Yeah. Alo, mình ở cái tòa nào á em? Tại anh để anh thấy em, để... em ở Bắc Bảy á anh. Bắc Bảy á, chỗ em đứng ở ngay Vinmart á. Vinmart hả? Dạ, chỗ trường mầm non School đó. Theo ấn tượng của anh thì không có cái tên Vinmart nào ở đó mà hình như là Winmart đúng không? Đúng rồi. Đổi tên lâu rồi nha. đợi anh 2 phút nha. Ok. Nghe nói Vinmart là mình biết sai rồi. Winmart mới đúng bạn. Tại vì Vin bán cho tập đoàn Masan đổi tên thành chữ W là Win rồi. Thì giờ đi đón vị khách này nha các bạn nha. Vị khách này là Dương Thái Thiên Nhi, 4,9 sao. Hôm nay là thứ mấy? Mình còn không nhớ nữa. Chào các bạn đã quay trở lại Ad Trộm Chó thân yêu. Thì sau nhiều vlog mô tô thì mình cảm thấy nó ồn quá, về đứa không có nghe gì hết trơn, lại là mình không có gì vui. Cho nên là mình lại quyết định trở về với Ad Trộm Chó để cùng đi trộm chó với những vị khách xinh đẹp. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đón một vị khách xinh đẹp. Tên kia là gì? Nghe có tên thôi là thấy là cũng gọi là gặp lắm luôn đó trời. Dương Thái Thiên Nhi, họ Dương là cái họ mà đầu tiên mình nghe trong đời. Bác bảy, bác là nằm sâu trong đây là bạn đó thấy luôn rồi đó. Các bạn cứ nhìn lên mấy cái tòa là người ta có đánh cái chữ ấy à đó. Bác sáu, bác bảy, rồi nhìn qua bên kia là C2, C là Central, bạn Central là những cái tòa mà ở trung tâm. Bác là gì không biết luôn, tòa đen mát. Bác bảy, Vinmart. Winmart kìa, công nhận cái Winmart này to ha. Nếu mà tính ra 1, 2, 3, 4 cái mặt tiền của bốn cái tòa bạn phải khéo chiếm hết luôn á chứ. Nó không có gì chứ, đó giờ chưa bao giờ mình vào Vin mình mua đồ ăn hết á bạn. Mình toàn đi Bách Hóa Xanh thôi, hoặc là đi Bixi thôi. Đây dừng. Giao đồ từ quận 1 qua. Anh về tới đâu rồi? Anh đang đối diện Vinmart luôn nè. Vinmart chứ, đúng với em là Vinmart đó. À, đâu, em đâu thấy đâu. Em lại đối diện Vinmart chưa? Trang Long đúng không? Dạ. Rồi. Em có nó. Đội chồng lên luôn cho an toàn. Lãi lên thiệt chứ. Tài xế này hơi ẩu rồi đó. Nói vậy chịu rồi. À, em đứng bên đó là xéo Vinmart mà. Em đứng ngay chân Vinfood. Đổi được 20 năm rồi em. Ủa vậy hả? Ờ, tại Vinmart nó ra đời được mấy năm á mà đổi tên 20 năm rồi. Nghe thấy hợp lý không? Ừ. Đúng rồi đó. Anh siêu. Vậy là mới đi siêu thị về hả? Dạ, em đi qua bên nhà bạn chơi. À,
tuổi trẻ giờ sao ở khu dầu dầu không ta? Ê, có nãy anh thấy cầm gì á, đang treo giùm cho. Nè, cầm trà sữa. Đúng rồi, tại đi xe ôm là phải ôm á, em cầm em ôm không được đâu. Vậy hả? À. Thông minh lắm. Vậy hả? Rồi cái này là lực anh chế ra hả? Đúng không? Đúng không? Thiệt mà, em đi xe ôm á, em ôm á là được giảm giá 50%. Thiệt luôn. Không tin ôm thử đi. Thiệt luôn. Thiệt. Hay là cái này là voucher của anh đặt ra. Nói chung là cái này là cái dịch vụ mà 6 sao của Bibay thôi. Cho nên là không, anh nói thiệt, hồi nãy cuốc xe của em bao nhiêu tiền ra anh không để ý nữa. Tại đối với anh tiền bạc nó không phải vấn đề. Vấn đề của anh là chở khách đi đến nơi về anh trốn là ok rồi. Làm gì đi, gì đó mê anh. Khi mà mình làm được vậy á, khách người ta bo. Em bo anh nhiều. Em bo hả? Để coi thái độ anh sao đã. Thái độ anh sao đã. Cha nội này đầu tiên mới bớt 50% đưa đường thôi, bắt con người ta bo luôn. nhất cái đầu á. Mà sao đi chơi về sớm với em? Bây giờ mới có 7:30 à. Đáng lý ra giờ mới bắt đầu đi chơi chứ nhờ. Chạy đi mà chơi iPhone 13 đã cho anh. Trời, vẫn hoài anh còn cái gọi là... Thôi, không có gì. Đang tính nổ. anh là anh không phải bi bình thường nữa nha. Em mà kêu anh lần hai là em còn bất ngờ nữa. Dạ. Bởi vậy là lưu số anh lại đây. Thiệt không? Đẹp. Giờ để tỏ cái thiện chí thì hồi nãy là nhiêu ta? 28.000. 28.000 giảm 50% còn 14.000. Cái gì? Giảm 50% còn gọi là 10.000 chứ, đúng không? Nó 14. Em đúng là em bớt được 4.000 nữa rồi. Đôi lúc có những cái sai mình phải chấp nhận nó. Ừ ha. Sao mình không suy nghĩ ra? Anh hỏi lại nha, giảm 50% là còn 20.000 đúng không? Không. Tỉnh táo dữ vậy. Phải vậy chứ. Quái cả trưởng thiệt đó chứ. Hả? Bình thường anh chạy bao nhiêu cuộc? Một ngày hả? Một ngày anh chạy khoảng 10 đến 15 phút. Anh chạy tầm chiều tới khuya thôi, tới 12 giờ thôi. Chứ ban ngày anh không có chạy, ban ngày anh đi làm việc khác. Rồi, tiền đâu để cho hết? Tiền đâu để cho hết hả? Câu hỏi này thì anh chưa bao giờ anh đặt ra trong anh hết á. Tại vì chạy xong không thấy tiền đâu hết trơn á. Đó, 28.000 chạy còn có 10.000 à. Hỏi tiền đâu để cho hết. Trời ơi. Trời ơi. Nhưng mà là xe ôm mới giảm, cái nãy giờ chưa ôm không có giảm đâu nha. Dạ hả? Đúng rồi. Ôm nhẹ cái hơi là cũng giảm nữa. Nè, ví dụ nha, anh ví dụ nha. Đặt tay anh đây nè, là giảm 5% lên đây, là 10% lên đây, 20% lên đây là 50%. Đó, nãy giờ em ôm rồi đó. Ví dụ nha, đặt tay lên đây nè, là giảm 5% lên đây, là 10% lên đây, 20% lên đây là 50%. Đó, nãy giờ em ôm rồi đó. Ê, tính ra 5, 10, 15, 20 là giảm hết 100% rồi đó. Nãy giờ em ôm rồi đó, anh ví dụ anh đó. Ví dụ là nãy giờ em ôm rồi đó. Có bao giờ em thấy ví dụ mà được điểm chưa? Ví dụ là mình làm thực tế kìa, cái hồi nãy là có bàn tay của anh tác động vào rồi. Dạ. Sao đôi lúc mình thấy là 20 cái ôm mà nó ghẻ mạt quá hả? Ôm chai gì mà có 20 mấy ngàn. Vừa được free tiền xe. Không, ý anh là 28.000 mà được em ôm là tính ra là em dễ dãi. Trời ơi, lại còn được ôm chai rồi được vi nữa chứ, trời ơi. Không ngờ các em lại là như vậy luôn á. Anh là anh khỉ không? anh là chiêu em. Có bao giờ em đi xe ôm mà được miễn phí chưa? Em hả? Hả? Chưa hả? Vậy để hôm nay anh lại là anh làm thiệt cho em coi, chứ anh không ví dụ đâu. Làm thiệt. Còn nhiều dịch vụ lắm. Nếu mà em gọi là kêu anh lần hai ha, là ví dụ như em đang đi làm về em đói á, cái anh chở đi ăn luôn à.
Rơi không? Rơi. Thiệt luôn. Ờ, ăn xong rồi cái khát nước anh chở đi uống nước luôn. Dữ không? Dịch vụ như vậy rồi. Dữ không? Dữ không? Không, dịch vụ này là của Bi 6 sao. Bi 6 sao? Ờ, anh là tài xế 6 sao mà. Ghê ghê vậy. Để còn không tin thì cứ lần hai gọi. Trời ơi. Hồi lỡ nha, em gọi anh bận sao? Anh lỡ anh chạy cú khác sao? Em gọi trước 15 phút là anh hỏi cú xe thì nó dao động tầm 15 phút đến 30 phút. Em gọi trước 15 phút là anh hoàn thành cú kia xong anh qua anh đón em. Nói chung là muốn tránh là sẽ tìm lý do hả? Còn muốn gặp là sẽ tìm cách. Còn không mấy á, em mà gấp quá anh dục khách xuống luôn, anh qua anh chở em. Chạy gì đâu anh. Cái bữa sau thấy tài xế 1 sao. Không, chia trung bình ra là 6 cộng 1 và chia ra là như sao ta? À 6 cộng 1 à. 6 cộng 1 7 sao. Chia đôi ra là mấy sao? 3.5 sao. Học toán giỏi ghê ha. Em này. Này không biết đang khen hay là đang khen. Đúng rồi, không biết đang khen hay đang khen. Đố em 15 bình phương bằng bao nhiêu? Em ngu toán anh. Đố anh lại đây, đố anh 75 bình phương đi. 75 bình phương. Ờ. Vậy em đố anh 75 bình phương bằng nhiêu? 5.625. Để em bấm máy tính. Lấy điện thoại ra bấm liền đi. Không đúng hả? Không đúng anh chở em miễn phí cả đời luôn. Bấm giờ em sợ bị con ma. Ủa lộn, em sợ bị giật điện thoại ra. À, để anh bấm giờ. Thiệt luôn. Vâng. Anh phải chứng minh cái sự thông minh của anh chứ. Mới bấm bằng cái điện thoại tới đằng kia luôn. Giấu dưới đây mới được. Giấu sát được. 75 nhân 75 5625. Ghê. Ghê không? Cái này là anh học thuộc lòng á. Anh ghê. Anh hay da dẻo. Ừ, hay da dẻo. Tưởng anh tính đâu thế nào anh học thuộc lòng. Anh học thuộc lòng anh mới đó. Không, thực ra là nó có công thức. Ờ, anh chỉ tính được cái bình phương thôi. 65 bình phương là 6 x 7, 4225. Có nghĩa là em lấy cái đuôi số 5 em bình phương là 25. Anh để ở cuối. Vậy số 6 em nhân lên với cộng 1 đơn vị. 6 x 7 bằng nhiêu? 27 hả? Ờ. Tự nhiên mình đi xe ôm, bây giờ mình bắt đầu học toán. 6 x 7 bằng 30 đúng không? 6 x 7 = 40. Vậy là 4225. 4225. Ờ. Giống như hồi nãy 75 bình phương á. 7 x 8 bằng 56 là 5625. Nội dung toán nó có nhiều mẹo lắm. Nhờ anh mới biết mẹo này. Ví dụ như con đường mà vào tim em á, nó có nhiều đường đúng không? Ừ. Nhưng mà cái đường gọi là đường trà sữa với đường ăn uống là nó dễ giàu đúng không? Biết nó hành xui. Hai. Ủa anh tưởng vậy là phải đúng chứ. biết đâu trong lòng em kiểu như đúng mà em nói gì vậy. Ngại nữa. Ủa một ngày anh chạy được bao nhiêu? Ví dụ như là 500, 600 không? Dữ vậy. Cho mấy em anh kiếm nhiều tiền vậy luôn. 500-600 đến tháng 15-18 triệu luôn. Quá ra chưa. Nghe tài xế không? Em đón thôi. Nói chung là mỗi ngày trừ chi phí chắc còn khoảng 3-400. Ờ, tháng cũng được 90 triệu. Nhưng mà hao mòn sức lực lắm. Đây là công việc phụ của anh thôi. À, công việc chính của anh là gì biết không? Là gì? Rồi là bên... em biết rồi, cái Sài Gòn này thì là các cái cống nước rồi là kia rất là hay bị ngập. Dạ. Ừ, anh làm bên đội ngũ thông cống. À. Đúng rồi. Nghe. Có hai việc làm. Đúng rồi. Sắp tới có thêm việc nữa nè. Việc gì anh? Nói ra em lại cười vô mặt em. Việc gì căng vậy?
làm xe cứng của em. Ờ. Gây. Dữ không? Dữ không? Quá ghê. Quá ghê luôn. Ê, quá ghê là khen anh hay là chê anh quá ghê vậy? Em biết. Có nhiều nghĩa quá. Nhiều nghĩa. Nhiều mình nhiều nghĩa quá. Anh muốn nghĩ sao anh nghĩ? Ồ. Trời ơi, cái anh đó gọi là thấy ghê. Có nghĩa là nhìn anh đó gọi là ghê quá hay là nhìn anh đó rất là nó gọi là từ trái nghĩa em. Khen á, khen á. Ờ. Khen á. Nó tùy thuộc vào cái giọng điệu em nói là cái biểu cảm em nói nữa. Là sao ta? Nói chung là yêu đó. Đó có phải là yêu. Cho con em thích đi bi nữa nhờ. Lấy như tài xế với Hương nha. Ờ, của em đi bi nhiều hay đi rap nhiều? Em đi bi. Nói chung là nên đi bi. Tại vì là biết sao không? Sao? Tại bi là thường bên rap đuổi á. Ủa mới qua bi chạy. Cho nên ngoan á. Chắc có gì cũng dạ hết á. Như cây á. Ừ, chắc muốn gì cũng chiều hết á. Sao bị gắt đuổi à? Nó là một câu chuyện buồn, nó rất là dài. Anh qua cái ngã tư này anh để cho em nghe. Ok. Mà thôi, anh phải giữ lại. Em muốn nghe thì em phải gọi là bút xe anh lần hai. Mà là kiểu như là mỗi lần mà đúng rồi, đang hóng nghe chuyện gì để coi tập 2. Đúng rồi, mỗi lần muốn ấy là phải gọi là mình phải qua chat 2. Kiểu đang hóng chuyện xong cái. Đúng rồi, sang trang, sang trang. Bữa nay cái trang có nhiều đó. Hết rồi. Sắp tới nhà luôn rồi. Hình như là tới nhà em rồi nè. Đâu, nhà em còn xa lắm. Có sẹt không em? Dạ, sẹt một. Ủa vậy là ngay mà tiền luôn. Thôi nhờ anh, em cũng mới biết đường này luôn á. Vậy hả? Ừ. Giúp mình đường em đi đường nào? Đi đường chính. Đường này là đường. Anh nói chung là anh là tài xế, anh phải kiếm đường ngắn nhất anh chạy để tiết kiệm xăng. Dạ. Chứ mà chạy cà lan cà bang hoài thì tháng được có 3-4 triệu à. Chạy tiết kiệm xăng tháng mới được 90 triệu. Em đi đường chính. Thấy không? Đi phát ra lên Trang Long luôn rồi nè. Rồi em đi đường chính là em vòng xuống Lê Văn Định tới đèn xanh đèn đỏ đúng không? Ừ. Bởi vậy. Để học anh kiếm mấy đường tắt chạy. Ê, thường mấy giờ em? Dạ 13. Rồi luôn, vậy là em đặt sai rồi. Đâu. Chứ theo định vị là nó báo cho mày là phường 7. Rồi vậy là em đặt sai rồi đó. Rồi. Ủa nhưng mà nó cũng là 482 mà. Nhưng mà cái phường nó khác em. Ủa mấy chịu nữa. Sao mà lạ giờ. Ủa mấy chịu nữa. Ờ vậy bình thường em đi đúng đường rồi đó. Nhưng mà anh đi sai là anh đi sai vì em đặt sai nha. Rồi. Nhưng mà không sao, không bao giờ anh nổi giận với khách hàng hết đó. Vậy đó hả? Rồi. Anh vui vẻ không á? Thấy vui không? Vui, vui lắm anh. Giờ có ghét cũng không dám chửi đâu. Về đánh giá một sao sao đâu có ngu. Nhưng mà em gọi là em xong cút xe rồi em thấy ngứa lỗ tai là hiểu vấn đề nha. Chỉ thầm nữa. Không mà nhiều khi đặt để sai địa chỉ vậy. Tài xế cũng bực. Bực chứ em gặp người khác ký vô đầu em rồi đó. Nhưng mà anh không ký vô đầu em đâu. Ký vô đầu em đau tim của anh. Trời ơi. Thì anh được không? Được không? Được không? Được không? Được, được. Thấy được không? Quá được luôn anh ơi. Thì là thật là cảm động. Xin nói cảm lạnh luôn. Tính ra nó sai tới mấy cây số lận á em. Mọi này phải phàn rồi. Đi múc chị nãy giờ mới có 100 mấy. Mà nó tới 400 mấy. Tại bộ, tại bi từ bộ. Nó hỏi cái là tại vì bởi 482.
tại sao nó, tại sao còn sinh ra đã có cái phường 13 rồi, tại sao còn sinh ra cái phường 7 chi nữa? Tại vì nó to quá, số nhà ở lên tới mấy ngàn thì không có được, cho nên người ta phân phường ra cho nó giảm cái số nhà lại. Chứ một cái quận mà ví dụ như số nhà 5.000 mấy em thấy hoang mang không? Đấy, cho nên là người ta phân phường ra. Với lại cái thứ hai là phân phường ra thì mới quản lý được đó. Tại vì một cái quận nó sẽ rất là to, mỗi quận nó phải có phân khu ở trong đó. Phường nào mới quản lý được. Sắp tới phường 13 một và đó anh, một cái phường bao nhiêu căn, một cái phường có bao nhiêu căn nhà hả? Ừ. Cái thằng của chúng ta hôm nay thật thú vậy. Thật là hài hước. Thì em kiếm việc cách làm đó, theo cái gọi là trình độ toán học kết hợp địa lý học kết hợp đoán mò học của anh á, thì chắc là tầm vậy là 20-30 ngàn căn. Đó là kết quả chưa gọi là đoán mò thôi. Lên Google xả đây anh. Đúng rồi. Tao lãi mày thiệt chứ. Anh khô máu với em luôn. Chơi đoán chữ. Một phường có bao nhiêu hộ dân? Tổ dân phố thì là có, nhưng nhất cái đầu quá không ai thống kê được luôn. Không ai thống kê được cái đó hết á. Tự nhiên có bao nhiêu khoảng bao nhiêu người thôi. Thôi mình bỏ qua chủ đề này đi. Anh tìm bộ. Có muốn hỏi nữa không? Để anh tìm luôn. Không. Quá trời nhiệt tình. Tài xế nhiệt tình chứ bắt đầu. Nói không tin anh ngừng xe lại anh kiếm luôn. Đúng là bi chiều khách thiệt. Vì cái khoảng chiều khách bi là số 1 em ơi. Mới có 292 ạ. Mới có phường 12 à. Cùng anh băng có bao đài dương, cùng anh đi có bao con đường. Có khen anh hài hước chưa? Ồ, buồn lắm luôn á. Em khen đi. Để em coi lại đã. Ủa, anh tưởng vậy là phải khen liền luôn á. Đó là anh tưởng thôi. Ừ, anh chơi chán vậy anh kêu em khen đi nữa. Mà công nhận khách đi bi dễ thương thiệt. Là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Vậy hả? Rồi, anh đang khen em đúng không? Bởi vậy anh mới di chuyển qua chạy bi á. Biết sao không? Tại anh cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Ồ, nhỏ lắm. Hả? Thiệt, anh nhỏ lắm. Không, cái khác nhỏ. Trái tim anh nhỏ. Nhưng mà tình yêu dành cho khách hàng to. Năm sao. Về đánh giá 5 sao liền. Tao nói người ta tài xế 6 sao kêu đánh giá 5 sao, trời ơi. Không, em đầu óc em suy nghĩ đơn giản lắm. Cái áp nó chỉ có 5 sao thôi. Nhưng mà trong tâm trí của em, anh là tài xế 6 sao là anh vui rồi. Năm cộng. Nếu mà tính ra em đặt đúng thì chỉ là số tiền nó không tới 28.000 đâu. Tại vì là ở trên này đi cái đường Nguyễn Xí thẳng từ bên Vin về có chút xíu à. Chắc cỡ tầm 22. Ở đâu mà chưa có cái hẻm anh? Chùa Quan Tự Pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Em ở hẻm trong này hả? À, dạ em ở chung cư. Còn bởi sao nhìn em, nhìn thánh thiện ghê á. Những người thánh thiện vậy hay giúp đỡ người nghèo lắm á. Dạ hả? Là cuốc xe này 50 ngàn nha. Tắt tiếng luôn.
tắt đi. Bên trái hả? Dạ đây nè. Okay. Mình sẽ xuống ngay đóng ghế. Để cho buổi tới nó thơm tho. Xuống cẩn thận nha. Ui, người ta khen nhiều vậy mà bo có 2.000 thôi chứ em ôm rồi cho nên anh giảm giá anh lấy đúng 10.000. Em cầm nhanh vậy luôn hả? Thôi được rồi, ok chúc em buổi tối vui vẻ nha. Con nít giờ nó thật thà dữ ta. Bye bye. Cần anh dắt qua đường không? Ổ luôn anh em, 10.000 không đủ tiền áp nữa. Ông mới nói giỡn thôi bạn, bé vui thì mình giảm thôi, có gì đâu. Mà mấy bé cũng thấy dễ thương ha, nó giảm nó lấy liền. Dương Thái Thiên Nhi, 28. Bây giờ chờ vị khách mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này của mình. Bạn nào thích clip thì để lại một like, một đăng ký kênh, ủng hộ Logo TV nha. Thì về để coi bé này có kêu mình chở lần 2 hay không nha. Nhưng mà mình nghĩ thì là cao là kêu là chở vừa giảm giá vừa nói chuyện vui nữa. Nhớ like và đăng ký kênh nha. Bye bye.